Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phàn Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo thể trọn đời giữ đạo, theo tử tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê, trong quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nước ngoài lực Bồ Đề của mười phương chư Phật bật thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo đại nguyện của các ngài quang giáng nơi Pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con cùng nữ ngoại lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thảy quỷ thần vì lợi ích của mình, khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì theo oai lực Phật vân tập về nơi Pháp hội hôm nay, theo lời thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn Già Lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kiết hạ của chư tăng, đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng, xin thành tâm đôi trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tán thán công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điền, chúng con dâng nén tâm hương khải bật Tam Bảo chứng minh gia trì, chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phân biệt công đức thứ 17. Chúng con xin nguyện đem công đức lần này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tư trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tái Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoàng dương chính Pháp Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được diễn giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe chủ thế gia bà được dài lâu, để hoàng dương giáo Pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lần tu theo chính Pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiên tổ hiền kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính Pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp kiến được thịnh hưng. Nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo Pháp của Phật.
chúng con hướng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng giáo hộ Bồ Tát Ma Tát. Chí tâm ma đại nha lễ người Nam mô thập phương tận hư không giới nhất na thiết na chư Phật. Chí tâm đảnh lễ ơi Nam mô thập phương tận hư không giới nhất na thiết na tôn pháp. Chí tâm đảnh lễ ơi Nam mô thập phương tận hư không giới nhất na thiết na hiền na thánh tăng. Pháp vi diệu rất sâu vô thượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp. Con nay thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ơn sâu muôn lời thành bảy cuốn na dòng chưa đựng vô biên nghĩa màu, trong có nước cam lô diên nhuần, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Các
kinh diệu pháp liên hoa phẩm phân biệt công đức thứ 17 lúc bấy giờ trong đại hội nghe Phật nói thọ mạng kiếm số dài lâu như thế vô lượng vô biên vô số chúng sinh đang lợi ích lớn khi đó đức Thế Tôn bảo ngài Di Lặc đại Bồ Tát Na Dật Đa lúc ta nói đức Như Lai thọ mang dài lâu như thế có 680 muôn ức na do ta hằng hà xa chúng sinh đẳng vô sinh pháp nhân lại có đại Bồ Tát nghìn lần gấp bội đẳng môn văn chỉ đà la ni lại có một thế giới vi trần số đại Bồ Tát đẳng nhạo thuyết vô ngại biện tài lại có một thế giới vi trần số đại Bồ Tát đẳng trăm nghìn muôn ức vô lượng môn triền đà la ni lại có tam thiên đại thiên thế giới vi trần số đại Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối lại có nhị thiên trung quốc độ vi trần số đại Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh lại có tiểu thiên quốc độ vi trần số đại Bồ Tát tám đời sẽ đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác lại có bốn tứ thiên hạ vi trần số đại Bồ Tát bốn đời sẽ đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác lại có ba tứ thiên hạ vi trần số đại Bồ Tát ba đời sẽ đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác lại có hai tứ thiên hạ vi trần số đại Bồ Tát hai đời sẽ đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác lại có một tứ thiên hạ vi trần số đại Bồ Tát một đời sẽ đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác lại có tám thế giới vi trần số chúng sinh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác lúc đức Phật nói các vị đại Bồ Tát đó đăng pháp lời trên giữa hư không dưới Hoa Man Đà La Hoa Ma Ha Man Đà La để giải vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báu và giải đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng đức Đa Bảo Phật ngồi trên tòa sư tử trong tháp bảy báu cùng giải tất cả các đại Bồ Tát và bốn bộ chúng lại dưới bột gỗ chiên đàn trầm thủy hương vân vân trong hư không trong trời tự kêu tiếng hay xấu xa lại giải nghìn thứ thiên y thồng các chuối ngọc chân châu chuối châu ma ni chuối châu như ý khắp cả chín phương các lò hương báo đốt hương vô giá tự nhiên khắp đền cúng dường đại chúng trên mỗi đức Phật có các vị Bồ Tát nắm cầm phan lòng thứ để mà lên đến trời phạm thiên các vị Bồ Tát đó dùng tiếng tâm hay cả vô lượng bài tụng ngợi khen các đức Phật khi ấy ngài Di Lặc Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bay vai hiểu chắp tay hướng về phía Phật mà nói kể rằng Phật nói pháp ít có từ xưa chưa từng nghe Thế Tôn có sức lớn thọ mạng chẳng thể lường vô số các Phật tử nghe Thế Tôn phân biệt nói đắng pháp lời đó vui mừng đầy khắp thân hoặc trụ bậc bậc thoái hoặc đẳng đà la ni hoặc vô ngại nhào thuyết muôn ức triền tổng trì hoặc có cõi đại thiên số vi trần Bồ Tát mỗi vị đều nói được pháp luân bất thoái truyền hoặc có chung thiên giới số vi trần Bồ Tát mỗi vị đều có thể truyền pháp luân thanh tịnh lại có tiểu thiên giới số vi trần Bồ Tát còn giữ lại tám đời sẽ đắng thành Phật đạo lại có vốn ba hai tứ thiên hạ như thế số vi trần Bồ Tát theo số đời thành Phật
hoặc một tứ thiên hạ số vi trần Bồ Tát còn dư có một đời sẽ thành những thiết tri hạng chúng sinh như thế. Nghe Phật thọ dài lâu đẳng vô lượng quả báo vô lậu rất thanh tịnh, lại có tám thế giới số vi trần chúng sinh nghe Phật nói thọ mạng đều phát tâm vô thường. Thế Tôn nói vô lượng bất khả tư nghị pháp nhiều được có lợi ích như không vô biên dưới hoa thiên màn đà hoa ma màn đà. Thích Phạm như hằng xa vô số cõi Phật đến dưới trên đàn trầm thủy lăng xăng loạn xa xuống như chim bay liệng xuống dài cung các đức Phật. Trong trời sông hư không tự nhiên vang tiếng màu áo trời nghìn muôn thứ xoay chuyển mà rơi xuống các lò hương đẹp báu đốt hương quý vô giá. Tự nhiên đều cùng khắp cung dường các thế tôn chúng đại Bồ Tát kia cầm phan lòng bày báu cao đẹp muôn ức thứ thứ lấp đến phạm thiên. Trước mỗi mỗi đức Phật trạng báu treo phan tốt cũng dùng nghìn muôn kể ca vinh các Như Lai như thế các môn việc từ xưa chưa từng có. Nghe Phật thọ vô lượng tất cả đều vui mừng Phật tiếng đồn mười phương rộng lợi ích chúng sinh tất cả đủ căn lành để trợ tâm vô thường. Lúc bây giờ Phật bao ngài Di Lặc đại Bồ Tát Na Dật Đa có chúng sinh nào nghe đức Phật thọ mạng dài lâu như thế nhận đến có thể sanh một niềm tín giải. Đàng công đức không thể hạn lượng được nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân vì đạo vô thượng tranh đẳng tranh giác trong tam mười muôn ức. Na do ta kiếp tu năm pháp ba la mật bồ thí ba la mật trì giới ba la mật nhẫn nhục ba la mật tinh tấn ba la mật thiền định ba la mật trừ chi huệ ba la mật đem công đức này sanh với công đức tín dài trước trăm phần nghìn phần trăm nghìn muôn ức phần chẳng kịp một. Nhận đến tinh đếm thí dù không thể biết được nếu thiện nam tử thiện nữ nhân có công đức như thế mà thôi thất nơi vô thượng tranh đẳng tranh giác thời quyết không có lẽ đó. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu người cầu huệ Phật trong tám mươi muôn ức na do tha kiếp số tu năm ba la mật ở trong các kiếp đó bồ thí cúng dường Phật và duyên giác đệ tử cùng các chúng Bồ Tát đồ uốn ăn bao la thường phục và đồ nằm chiến đàn rừng tinh xa dùng vườn rừng trang nghiêm bồ thí như thế này các món đều vi diệu hết các kiếp số này để hồi hướng Phật đạo neo lại gìn cấm giới thanh tịnh không thiếu sót cầu nơi đạo vô thượng được các Phật ngợi khen nêu lại tu nhẫn nhục chỗ nơi chỗ điều nhu dầu các ác đến hại tâm đó chẳng khuynh động các người có được pháp cứu lòng tăng thượng mạn bị bọn này khinh não như thế đều nhẫn được hoặc lại xiên tinh tấn trí niệm thượng bền vững trong vô lượng ức kiếp một lòng trắng chế tôi lại trong vô số kiếp chủ nơi chỗ vắng vẻ hoặc ngồi hoặc kinh hành chữ ngủ thường nhiếp tâm do các nhân duyên đó hay sinh các thiền định tám mươi ức muôn kiếp an chủ tâm trắng loạn đếm phước thiền định đó nguyện cầu đạo vô thượng ta đằng nhật thiết trí tận ngăn các thiền định người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp số lâu tu các công đức này như trên đã nói do con thiện nam tín nữ nghe ta nói thọ mạng nhân đến một niềm
niệm tin phước đây hơn phước kia. Nếu người chọn không có tất cả các nghi hối thân tâm dày lát, tin phước đó nhiều như thế. Nếu có các Bồ Tát vô lượng kiếp hành đạo nghe ta nói thọ mạng đây thời, tin nhận được các hạng người như thế, đảnh thọ kinh điển này nguyện ta thủa vị lai, sống lâu độ chúng sanh như thế tôn. Ngày nay vua trong các họ Thích Đạo Tràng rèn tiếng lớn nói pháp không sợ xét, chúng ta đời vị lai được mọi người tôn kính. Lúc ngồi nơi đạo tràng nói thọ mạng cũng thế, nếu có người thâm tâm trong sạch mà ngay thật học rộng hay tông chỉ tùy nghĩa giải lời Phật, những người như thế đó nơi đây không có nghi. Lại A Dật Đà, nếu có người nghe nói Đức Phật thọ mạng dài lâu, hiểu ý thu của lời nói đó, người này đặng công đức không có hạn lượng, có thể sanh huệ vô thượng. Của Như Lai huống là người rộng nghe kinh này, hoặc bảo người nghe hoặc tự thọ trì, hoặc bảo người thọ trì hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, hoặc đem hóa hương chuối ngào tràn phán lòng nhiều dầu thơm đen nên cung dường kinh quyến. Công đức của người này vô lượng vô biên, có thể sanh nhất thiết chúng trí. A Dật Đà, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nghe ta nói thọ mạng dài lâu, sinh lòng tin hiểu chắc thời chính là thầy Đức Phật, thường ở núi Kỳ Xá Quật cùng chúng Bồ Tát lớn và hàng thánh văn vây quanh nói pháp. Lại thầy cõi ta bà này đất bằng lưu ly, ngang liền bằng thẳng, dây vàng diêm phù đàn để ngăn tấm nẻo đường cây bao bảy hàng, các đại lầu nhà thấy đều các thứ bao hiệp thành, chung Bồ Tát đều ở trong đó. Nếu có người tướng quán được như thế, phải biết đó là tướng tin hiểu sâu chắc và lai sâu Đức Như Lai diệt độ. Nếu có người nghe kinh này mà không chế bai, sinh lòng tùy hỷ, phải biết đó đã là tướng tin hiểu sâu chắc, huống là người đọc tụng thọ chỉ kinh này. Người này thời là kẻ đầu đội Đức Như Lai. A Dật Đà, thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó chẳng cần lại vì ta mà dựng chùa tháp và cất tăng phường dùng bốn sự cúng dường để cúng dường chúng tăng. Vì sao? Vì thiện nam tử thiện nữ nhân đó thọ chỉ đọc tụng kinh điển này, thời là đã dựng tháp tạo lập tăng phương cúng dường chúng tăng. Thời là đêm xa lời của Phật dựng tháp bay báu cao rồng nhỏ lần lên đến trời phàm thiên, treo các phang lỏng và các linh báu hoa hương chuỗi ngọc hương bột hương xoa hương đốt các trống kỹ nhạc ống tiêu ống địch không hầu càng thứ mua chơi dùng tiếng dòng tốt ca ngâm khen người. Thời là ở trong vô lượng nghìn muôn nức kiếp đã làm việc cung dương đó rồi. Á Dật Đà, nếu sau khi ta diệt độ nghe kinh điển này có người hay thọ trì hoặc tự chép, hoặc bảo người chép đó là dựng lập tăng phương dùng gỗ chiên đàn đỏ làm các cung điện nhà cửa. Ba mươi ai sở cao bằng tám cây đa la cao rồng nghiêm đẹp trăm nghìn tỷ khao ở nơi trong đó vượng rừng ao tắm chỗ kinh anh ngang ngồi thiền y phục đồ uốn ăn giường nệm thuốc thang tất cả đồ vui dãy đầy trong đó tăng phường có ngần ấy trăm nghìn muôn ức nhà gác như thế số đó nhiều vô lượng dùng để hiến tiền cúng dường nơi ta và tỳ kheo tăng cho nên ta nói sau khi Như Lai diệt độ nếu có người thọ chỉ đọc tụng vì người khác nói hoặc mình chép hoặc bảo người chép cúng dường kinh quyến thời chẳng cần lại dựng chùa tháp và tạo lập
tăng phương cúng dường chúng tăng huống lại có người ấy to chi kính này mà gồm tu anh bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn nhất tâm chi huệ công đức của người ấy rất thù thắng vô lượng vô biên. Thế như hư không đông tây nam bắc bốn phía trên dưới vô lượng vô biên công đức của người đó cũng lại như thế vô lượng vô biên mau đến bậc. Nhất thiết trùng chỉ nếu có người động tung tu chỉ kính này vì người khác nói hoặc tự chép mặc bao người chép lại có thể dừng tháp cùng tạo lập tăng phương cúng dường khen người. Chúng thanh văn tăng cũng dùng trăm nghìn muôn pháp ngợi khen mà ngợi khen công đức của Bồ Tát là vì người khác dùng các món nhân duyên theo nghĩa dài nữa. Nói kinh pháp mua này lại có thể tánh tình chỉ rơi cùng người nhu hòa mà chung cùng ở nhân nhục không sân trí niệm bền vững thường quý ngồi thiền đằng các món định sâu tinh tấn mạnh mẽ nhiếp các pháp lành căn lành trí sáng giỏi gạn hỏi đáp a dật đa nếu sau khi ta diệt độ các thiện nam tử thiện nữ nhân to chi đông tung kinh điển này lại có các công đức lành như thế phải biết người đó đã đến đạo trang gần vô thượng chánh đáng chánh giác ngồi dưới cõi đạo thọ a dật đa chỗ của thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đi trong đó bèn nên xây tháp tất cả trời người đều phải cúng dường như tháp của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng sau khi ta diệt độ hay phụng trì kinh này người đó phước vô lượng như trên đã nói do đó thời là đầy đủ tất cả các cúng dường. Dùng xá lợi xây tháp bày báu để trang nghiêm chùa chiền rất cao rộng nhỏ lần đến phạm thiên linh bao nghìn muôn ứng gió đồng vang tiếng màu lại sống vô lượng kiếp mà cúng dường tháp đó hoa hương các chuỗi ngọc thiên ni các kỳ nhạc thắp đèn dầu nến thơm quanh khắp thường soi sáng lúc đời ác mạt pháp người hay trì kinh này thời là đã đầy đủ các cúng dường như trên nếu hay trì kinh này thời như Phật hiện tại dùng ngưu đầu chiến đàn dựng tăng phương cúng dường nhà 32 sở cao 8 cây đa la đồ ngón ni phục tốt dường nằm đều đầy đủ trăm nghìn chúng nương ở vườn rừng các ao tắm chỗ kinh hành ngồi thiền các món đều nghiêm tốt nếu có lòng tín hiểu thọ trì độc tùng biến neo lại bao người biến và cúng dường kinh quyền giải hoa hương hương bột dùng tu màn chim bạc a đề mục đa gia ướp dầu thường đốt đo người cúng dường như thế đàng công đức vô lượng như hư không vô biên phước đó cũng như thế hương lại trì kinh này gồm bố thí trì giới nhẫn nhục ưa thiên đình trắng sân trắng ác khẩu cung kính nơi thắp miếu khiêm mà các tỳ khéo xa lìa tâm từ cao thường nghĩ suy trí tuệ có gặng hỏi chẳng sân tùy thuận vì dài nói nếu làm được hành đó công đức chẳng lượng được nếu thấy pháp sư này nên công đức như thế phải dùng hoa trời dài áo trời trùm thân kia đầu mặt tiếp chân lại xanh lòng tưởng như Phật lại nên nghĩ thế này chẳng lâu đến đạo thọ đặng vô lậu vô vi rộng lời các người trời cho chủ chỉ của kia kinh hành hoặc ngồi nằm nhân đến nói một kẻ trong đây nên xây tháp trang nghiêm cho tốt đẹp các món đêm cúng dường Phật tử ở chỗ này thời là Phật thọ dụng thường ở nơi trong đó kinh hành và ngồi nằm
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ năm toàn cầu an lạc bốn pháp bền tu thân đăng kế châu nội tiến nhà ba cõi bãi đạo bình bốn và tích đều rõ xa giới chứng ngộ vô sinh. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đức Văn Thù Khải Giáo vừa giúp chân thuyên bền giữ bốn pháp được an nhiên từ đất vọt lên chúng nhiều nghìn ngài A Dật Đa trùng tuyên thọ lượng rộng vô biên. Nam mô A Dật Đa Bồ Tát. Nam mô A Dật Đa Bồ Tát. Nam mô A Dật Đa Bồ Tát. Kinh Tam Điều Giác Ngộ của bậc đại nhân A La người đệ tử Phật ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về tam điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Điều giác ngộ thứ nhất, thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, ra dối không có chủ, tâm là nguồn việc khác, thân là rừng nghiệp tội. Nếu quan sát như thế, dần dần lìa sinh tử. Điều giác ngộ thứ hai, tham muôn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi. Nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại. Điều giác ngộ thứ ba, tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác. Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo dư đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp. Điều giác ngộ thứ tư, lưỡi biếng phải xả đọa, nên thường hành tinh tấn để phá phiền não ác, chiết phùng cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới. Điều giác ngộ thứ năm, ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ mà thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn giao hóa cho tất cả. Điều giác ngộ thứ sáu, nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lối cũ, không ghét bỏ người ác. Điều giác ngộ thứ bảy, năm dục là tai họa, thân dấu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và phạm khi, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả. Điều giác ngộ thứ tám, sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ Đề, tu hành cầu thanh đạo, cứu độ khắp tất cả. Nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài đều được đại an lạc. Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát đã tự mình giác ngộ và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ Niết Bàn, rồi trở lại sinh tử độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo thành đạo. Nếu người đệ tử Phật tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niềm
diệt được vô lượng tội, thăng tiến đến Bồ Đề, mau thành tựu chính giác, dứt ăn đường sinh tử, thường an trú tịnh nhớ lạc. Tam bảo chứng minh ngoại thần hộ niệm Bồ Tát Thân Tăng Phạm Vương Đế Thích Tư Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiền Thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiếu dục tri túc, đối với khẩu nói lời thân tình xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con Tư Đại Điều Hòa chủ thế xa bà dài lâu, đời đời các kiếp vị lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ bát nhà của các đấng Như Lai, phổ độ khắp cả quần sinh khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy, tin sâu nhân quả phát tâm Bồ Đề ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa bền tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lần tu theo chính pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báo của mình mà được bền căn thuyên giảm, gia quyến an khang lòng tín nơi Tam Bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn dẫn quân du kích tử về những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn, chư vị hướng linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước, các hướng linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hướng linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hướng linh liên quan đến việc đổ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báo cung dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh, lìa khổ minh khởi niệm từ bi xa lìa đường khổ, tin sâu Tam Bảo sinh về nơi cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vàng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đồng đất, các nạn nước do biển đồng và lũ quét, lụt lội tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các trung hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lệ sầu quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật pháp, từ bỏ việt ác hộ trì việt thiền, phát tâm Bồ Đề hộ trì Tam Bảo cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hành Bồ Đề, truyền tải Phật pháp phổ độ chúng sinh, cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc chúng kiên trí đức tròn đầy nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường trí ngu trang nghiệt, mọi người chung sức giúp nước an dân người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam các thế tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn. Khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật pháp thịnh hưng tam độ dứt sạch nhà. Nam mô Phật
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh, thầy đều thể nhập vô sinh nhận. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ời. Nguyện các tội chướng thầy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện đem công đức tu hành này tràn giải mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quy y Phật, ơi nguyện cho chúng ma sinh ơi hiểu thấu đạo lớn ơi phát tâm vô thường. Từ quy pháp ơi nguyện cho chúng sinh ơi thâm nhập kinh tạng người trí tuệ như biển. Tự quy y tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết thảy không ngại.